Đây, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần lãi này với lãi suất chúng ta sẽ nhập vào, kỳ hạn nhập vào, số tiền vay nhập vào. Như vậy bài này chúng ta sẽ tạo ra một cái project. Assignment 2. Bài 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 mấy? 6 cơ. Bài 6 của assignment 2. Tính tiền vay. Rồi, mình có tính tiền vay. Như vậy thì chúng ta sẽ khai báo ở đây là số tiền tiền vay. Bạn nhập từ bàn phím giúp thầy. Lãi. Rồi. Rồi số tháng. Số tháng phải trả. Như vậy ba cái này chúng ta sẽ nhập từ bàn phím. Tiền cần vay. Tiền cần vay. Scan phần trăm D vào tiền vay. Rồi, cái lệnh này nó liên cặp. Thầy ghi trên này đi cho nó dễ. Được chưa? Tiền cần vay. Tiền vay. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ nhập vô lãi. Lãi suất. Cái này mình chỉ nhập số chẵn thôi ha. Nhập số chẵn, không nhập phần trăm. Nhập số thôi. Ví dụ 5% thì nhập 5. 10% thì nhập 10. Rồi, chỗ này chúng ta nhập lãi. Tương tự, chúng ta nhập số tháng vay. Số tháng vay. Rồi cái kẻ khung thì các bạn làm giống như lúc nãy ha, của cái hướng dẫn trước. Giống như hướng dẫn trước, còn bây giờ thầy chỉ xuất ra số liệu thôi, chứ thầy không kẻ khung. Và chúng ta sẽ có gì? Tiền lãi phải trả. Vậy tiền lãi này ở đâu ra? Lãi này đâu ra? À, tiền vay nhân cho lãi suất. Ok, chia 100. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có lãi hàng hàng tháng. Lãi hàng tháng. Như vậy lãi hàng tháng sẽ bằng tiền vay nhân cho lãi chia cho
100. Như vậy chúng ta sẽ có tiền hàng tháng. Bởi vì chúng ta đang dùng ở đây là biến in, cho nên từ nó ép kiểu sang kiểu in. Rồi, tiền phải trả thì mình cộng lại mình xuất ra thôi, không cần phải thêm biến. Tiền còn lại tiền còn lại bằng gì? À, như vậy chỗ này tiền còn lại tức là tiền vay sẽ bằng tiền vay trừ cho gốc phải trả hàng tháng. Như vậy ở trên này chúng ta khai báo thêm một cái hàng, một cái hàng là gốc trả hàng tháng bằng 1.000.123. Gốc trả hàng tháng bằng 1.000.000 thì mình sẽ trừ cho gốc trả hàng tháng, được chưa? Và mình sẽ xuất ra kỳ hạn. Các bạn kẻ khung nhé, phần trăm D kỳ hạn. Rồi gì nữa? Tiền lãi. Chỗ này là lãi phải trả. Gốc phải trả. Rồi. Tổng phải trả. Rồi. Gốc còn lại. Rồi. Như vậy kỳ hạn thì để là kỳ 1. Lãi phải trả mình ghi là lãi hàng tháng. Gốc phải trả, tiền gốc phải trả hàng tháng. Như vậy tiền phải trả thì mình thấy lãi cộng gì? Cộng với tiền gốc phải trả hàng tháng. Còn lại là tiền vay. Như vậy là chúng ta đã tính được cho tháng thứ nhất. Phần trăm T. Thầy thiếu phần trăm T. Phần trăm T. Tiền vay 12, 123, 123. Lãi suất 5%. Số tháng vay 12. Đâu rồi? Chỉ có cái phần trăm D không à. Chỗ này, cái này mình mới ghi cái tiêu đề thôi mà. Mà xuống dưới mình mới ghi ấy chứ. Bị nhầm với chỗ này rồi. Mình đẩy cái này lên trên đi. Rồi xuống này làm gì? Phần trăm D. Đây, chỗ này rất là quan trọng khi mà các bạn muốn viết cho nó đều nhau. Thì chỗ này chúng ta điều chỉnh tí xíu. Phần trăm D. Phần trăm D. Số tháng lãi phải trả hàng tháng, gốc phải trả, tiền còn lại. Rồi ok. Chỗ này xuống dòng cái. Tiền vay 12, 123, 123. Lãi suất 5, 12. Rồi dính liền vô.
mình phải trừ ra một cái khoảng trống, trừ ra khoảng trống, có một cái kỳ hạn phía trước này nữa đó, thêm một cái kỳ hạn chỗ này, kỳ hạn. Rồi chỗ này các bạn ví dụ như là kỳ hạn bạn sẽ cho là 5-6 ký tự, lãi gốc hàng tháng bạn sẽ cho là 10 ký tự, 10 ký tự. Rồi 10, ít nhất là 10, 10, 14 đi. Rồi cái số tiền vay này chắc thầy phải cho nó cố định đi ha, tại cái này chúng ta nhập đi nhập lại mất thời gian quá. Tiền vay bằng 12 123 123, lãi bằng 5%, số tháng bằng 12. Tí nữa mình làm hoàn thiện xong thì mình sẽ mở ra để mình test. Rồi đây, kỳ hạn 1 lãi 600.000, gốc phải trả, tiền lãi chỗ này vẫn còn dính nè, mình đang còn thiếu một cái gì, cách ra một cái cho dễ nhìn ha, mình còn thiếu gì nữa hả? Phần trăm D, phần trăm 14D, chỗ này phần trăm 14D. Rồi ok đó. Như vậy thì chúng ta đã xuất được cái đầu tiên, và bây giờ chúng ta sẽ muốn lặp lại cho đến khi nào mà trả hết tiền thì thôi, trả hết tiền thì thôi. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ lặp lại cái gì? Tính lãi hàng tháng, tính tiền vay còn lại và xuất ra. Và cái việc này lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy lặp đến khi nào? À, như vậy chỗ này chúng ta dùng while hay do while? Do while. Bởi vì làm rồi mới kiểm. Đó. Làm rồi mới kiểm. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ tính tiền vay. Và làm đến khi nào? Lặp lại việc này đến khi nào? Tiền vay khi nào thì thoát? Bằng không thì thoát. À, chỗ này khác không hoặc lớn hơn không thì vẫn còn làm. Vậy chỗ này cái kỳ hạn này chúng ta không để số 1 nữa, mà chúng ta sẽ cho một cái kỳ hạn. Cái này tất cả biến đều là in, thì các bạn có thể làm gì? Khai báo trên cùng một dòng. Nhưng làm sao? Kỳ hạn thì cho số 1. Chỗ này thầy để là kỳ hạn. Thì sau khi xuất cái kỳ hạn đó xong thì xuống dưới kỳ hạn cộng cộng. Các bạn có thể khai báo cái này trên cùng một dòng, nhưng mà nhìn nó không rõ ràng thì mình khai báo nhiều dòng để dễ nhìn. Rồi bị nhảy, mình thiếu gì? Thiếu xuống dòng. Đấy, hôm trước có bạn hỏi ủa khi nào mình xuống dòng, khi nào mình không, thì đó bây giờ là xuống dòng nè, đúng không? Xuống dòng là xuống dòng trước hay là sau? Rồi như vậy đến đây chúng ta dừng. Vậy chúng ta đã có được 12 tháng. Bây giờ giả sử như lãi suất của mình
lãi suất của mình không phải là 5%, mà mình sẽ nhập lãi suất vào, hoặc là mình nhập số tiền vay. Như vậy thì cái chỗ mà số tiền phải trả hàng tháng nè, số tiền phải trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng, ở đây mình để là hằng, nhưng mà thực chất có hàng không? Không. Nó là gì? Phải tính ra. Dựa trên cái gì? Dựa tiền vay, mới dựa vô số tháng. Và mình lấy phần nguyên. Cho nên cái bài toán nếu như mà mình làm theo như trong đề thì như vậy là xong. Như vậy chưa đủ. Đó. Như vậy bài toán này chưa đủ. Mình phải mở rộng thêm ra. Nhập vô gốc trả hàng tháng, tí nữa tính. Vậy gốc trả hàng tháng bằng cái gì? Sau khi nhập ba cái này xong thì mình sẽ có gốc trả hàng tháng bằng tiền vay chia cho số tháng. Tiền vay chia số tháng. Tất cả chúng ta đang làm kiểu nguyên, cho nên nó tự động ép kiểu qua, chúng ta không cần ép. Chúng ta khai báo kiểu in, tự nó ép qua. Rồi, tất nhiên mình làm như vậy, mình chạy lại thì nó cũng ra 1 triệu thôi. Nhưng nếu trong trường hợp chỗ này mình vay không phải là 12 tháng, mà là 13 tháng, thì nó sẽ có vấn đề. Thấy không? Thấy tháng cuối cùng không? Đó. Như vậy thì ở chỗ này tiền gốc mình phải trả. Đúng ra chỗ này xuống đến đây mình chỉ cần trả 12 đồng. Là cái hồi nãy thầy nói đó. Mà cái này mình trả luôn 923. Đó, 923 đồng. 923.000, cho nên là nó ra còn lại âm. Và lúc này nhỏ hơn không nó kết thúc. Cho nên chỗ này hồi nãy bạn nói là thầy kiểm tra khác không? Không đủ. Trường hợp này là không bao giờ đến không. 12 lại nó dừng rồi. Cho nên chỗ này cái tiền vay này nè. Tiền vay này nó sẽ cái tiền trả hàng tháng của mình ở đây á thì mình sẽ tính lại. Nếu như cái tiền trả hàng tháng của mình gốc phải trả hàng tháng với tiền vay nếu như nhỏ hơn tiền vay, nếu nhỏ hơn tiền vay thì lấy gốc hàng tháng, còn không thì lấy tiền vay. Cái này là một câu lệnh if đó các bạn. Đó là cả một câu lệnh if đó. Rồi. Được chưa? Đây, lãi 5% của 12 nó nhỏ quá hả? Không, 5% 12. Rồi, ok. Rồi, mình cho chỗ này không phải là 13 tháng, mà là 8 tháng. Ổn ha. Số tiền trả hàng tháng là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Và số tháng cuối cùng, tiền còn lại. Tiền còn lại, tiền lãi, gốc phải trả, chiều rưỡi trừ chiều rưỡi hết, 9 tháng. Đó, rồi, chỗ này phải trả chiều rưỡi, đúng chiều rưỡi, 9 tháng, 9 nó vẫn chiều rưỡi, được chưa? Rồi, ví dụ bây giờ mình không có nhập 9 tháng nữa mà mình nhập
15 triệu đi, 8 tháng. Mười lăm triệu chia 8 nó ra này, gốc phải trả hàng tháng, này nó ra số đều ha, 7 tháng đi, 7 tháng nó sẽ ra số lẻ đây, còn này có 1 đồng mà đó. Như vậy thì chúng ta đã rất là linh hoạt trong cái quá trình tính toán, và chúng ta sử dụng vòng lập đu quay. Nếu mà tiền phải trả hàng tháng mà nhiều hơn gốc thì trả theo cái tiền đó, còn không thì trả theo cái tiền hiện tại, còn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, kết thúc. Như vậy bài toán của mình ở chỗ này đơn giản, tính lại gốc trả hàng tháng, kiểm tra với số tiền vay. Nếu mà gốc hàng tháng mà nhỏ hơn vay thì lấy gốc hàng tháng, còn con thì lấy tiền vay. Đó, như vậy thì chúng ta đã có được cái bài số 6 rất là dễ. Bài số 6 của chúng ta. Chúng ta thay đổi luôn cả lãi suất luôn. Thay vì 5% thì chúng ta thay đổi khác. Nãy chúng ta đã thay đổi được số tiền rồi. Chúng ta đã thay đổi được số tháng rồi. Thì cái lãi 5% này nó không quyết định gì cái vòng lập cả, mà nó chỉ là tiền trả hàng tháng là bao nhiêu thôi. Đó, như vậy thì bài toán này chúng ta đã thay đổi được tất cả mọi thông số đầu vào. Các bạn chỉ có về kẻ thêm khung nữa.